Hôm qua ngày 6 tháng 3, Tổ đình Kim Liên, Chùa Đồng Đắc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ phóng sinh hơn 2 tấn cá ra sông đáy và cửa biển. Tại đây, Chư Tôn Đức, quý Phật tử đồng cầu nguyện cho quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, người người được may mắn. Trước đó vào sáng ngày 5 tháng 3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Giác Ngộ phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo lần thứ 52, thu hút 630 người đăng ký tham dự. Ban tổ chức đã thu về 524 đơn vị máu và chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân. Sau 7 tháng tạm ngưng do dịch bệnh COVID-19, chương trình hiến máu nhân đạo tại Chùa Giác Ngộ được tổ chức trở lại đều đặn vào thứ Bảy tuần đầu tiên của mỗi tháng. Cùng thời gian này, tại Bạc Liêu, Chùa Xiêm Cán cũng trao 100 phần quà đến đồng bào Khmer để chia sẻ khó khăn do dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn, thời gian phát quà được chia các khung giờ khác nhau, không tập trung đông người và tuân thủ quy tắc 5K.